Theo chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt, đạt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hạ Long phối hợp cùng chính quyền các xã, phường trên địa bàn triển khai việc lấy ý kiến của người dân về việc đưa các quy định phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo nguyên tắc 3 an toàn vào quy ước, hương ước của thôn khu. Chương trình này đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Cuộc sinh hoạt thường kỳ chi bộ khu 5 phường Đại Yên tháng này có thêm một nội dung đặc biệt. Đó là lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên về việc đưa các nội dung quy định phòng chống dịch COVID-19 vào quy ước, hương ước của khu dân cư. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, chủ yếu tập trung nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm gương mẫu đi đầu của đảng viên và những người có uy tín, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Bản thân tôi thì là một đảng viên thì mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với địa phương, đối với gia đình. Thứ nhất là mình phải gương mẫu đi đầu và vận động bà con lối xóm này cùng với gia đình và con cháu là thực hiện tốt phòng chống dịch của thứ nhất công tác 5K, khai báo y tế và vận động người dân tự giác khi có người ở nơi khác đến phải báo cáo để cho chính quyền địa phương nắm bắt được và cùng nhau đẩy lùi đại dịch. Chúng tôi họp chi bộ, khai đến các cái tổ chức quần chúng, rồi tổ dân, rồi là cái tổ liên gia, mỗi tổ nó có khoảng chục hộ. Thế thì người ta đã họp dân để triển khai. Thế và nhân dân thì đa số là rất đồng thuận. Cùng với phối hợp triển khai lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên, Ban Mặt trận các khu phố cũng tăng cường tuyên truyền, lấy ý kiến của nhân dân tại các cuộc sinh hoạt hoặc trực tiếp tới các hộ dân nếu vắng mặt tại cuộc họp. Đưa quy định phòng chống dịch vào cái quy ước, hương ước của thôn khu. Ở cái thời điểm dịch bệnh như này thì chúng tôi thấy rất là hợp lý. Bản thân gia đình chúng tôi là hộ kinh doanh thì gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ công tác phòng chống dịch để tạo được cái mã QR khi mỗi lần khách đến là phải bảo khách quét mã và vệ sinh trước khi vào cửa hàng. Hiện nay trên địa bàn xã triển khai tổng đoạt 12 trên 12 thôn và triển khai tới trên 1.400 hộ dân. Chúng tôi cũng dự kiến là kết thúc cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân thì toàn bộ các quy ước, hương ước thì các thôn sẽ đưa vào hoạt động có hiệu quả. Trên cơ sở nguyên tắc 3 an toàn bao gồm cá nhân an toàn, gia đình an toàn và cộng đồng an toàn, các nội dung đưa vào quy ước, hương ước khu dân cư sẽ tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi thôn bản, khu phố với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, tổ dân, khu phố là một pháo đài chống dịch. Trong đó, đảm bảo tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy định 5K, quét mã QR, tự theo dõi tình hình sức khỏe và trung thực khai báo y tế. Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ước, hương ước sau khi hoàn thiện và triển khai thực hiện. Chúng tôi xác định cái việc quy ước đề ra các thôn chấp hành thực hiện, nhưng ngoài ra vẫn phải kiểm tra giám sát để các thôn triển khai thực hiện cho nó có hiệu quả. Đặc biệt là phát huy cái vai trò của những người có uy tín rồi thì cộng đồng dân cư rồi của các bác trong tổ COVID cộng đồng và tổ liên gia trong cái công tác phòng chống dịch. Việc đưa các nguyên tắc vào quy ước, hương ước của khu dân cư là việc làm cần thiết trong thời điểm tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cùng với toàn tỉnh, thành phố Hạ Long sẽ hoàn thành nội dung này trước ngày 18 tháng 11. Với những giá trị ngoại hạng toàn cầu về thẩm mỹ và địa chất địa mạo, Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO vinh danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Không dừng lại ở đó, Vịnh Hạ Long một lần nữa khẳng định mình với việc trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới do tổ chức New Seven Wonders công bố cách đây đúng 10 năm, tháng 11 năm 2011. Nhiều nỗ lực gìn giữ nguyên vẹn giá trị của Vịnh Hạ Long đã được quan tâm, thực hiện đồng bộ, không chỉ góp phần bảo tồn mà còn nâng cao vị thế cũng như sức hấp dẫn, xứng tầm di sản kỳ quan của thế giới. Giám sát đa dạng sinh học, một trong những hoạt động thường xuyên hàng tuần của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Hoạt động này nhằm đánh giá chính xác hiện trạng, khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt các loài đặc hữu quý hiếm trên vịnh. Nhờ đó, hệ sinh thái tự nhiên với gần 3.000 loài động thực vật, trong đó nhiều loài đặc hữu chỉ có ở Vịnh Hạ Long, vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
quần thể khỉ vàng trên vịnh hiện đã tăng gấp 3 lần so với 10 năm trước. Không có cái phương pháp giám sát nào giống phương pháp giám sát nào. Giám sát hệ sinh thái dạng san hô thì chúng tôi cũng phải phụ thuộc vào con nước. Đấy, hay là giám sát với con thạch thùng mí, đây là loài đặc hữu Hạ Long Cát Bà, thì chúng tôi lại phải đi vào ban đêm. Đòi hỏi là cán bộ nhân viên là phải có một cái kỹ năng, cái phương pháp giám sát để sao nó phù hợp nhất với từng loài. Và chúng tôi phải thường xuyên là cập nhật các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng cái việc công tác bảo tồn và phát huy giá trị sản tốt nhất. Các giá trị tiêu biểu của di sản tiếp tục được quan tâm bảo tồn. Vịnh Hạ Long đã được công nhận là khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan, hình thành khu bảo tồn động thực vật soi sim. Nhằm bảo vệ môi trường, mọi hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trong vùng lõi di sản đã bị nghiêm cấm, triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, qua đó hạn chế tối đa tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội lên môi trường vịnh. Môi trường quá trong lành, hai nữa là biển xanh đẹp. Tôi vào trong sông Hà Luồn này có khỉ bây giờ còn xuống còn ôm cả cổ tôi. Cảm thấy thân thiện với môi trường là thân thiện với thiên nhiên rồi. Sau khi Vịnh Hạ Long được công nhận là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, mô hình hoạt động của Ban Quản lý Vịnh đã được điều chỉnh, gắn trách nhiệm trực tiếp của thành phố Hạ Long và phát huy hiệu quả tích cực, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bảo vệ toàn vẹn giá trị ngoại hạng của di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hoàn thiện các cái thể chế pháp luật để quản lý hữu hiệu hơn nữa các cái giá trị kỳ quan, đồng thời là trong cái quá trình mà thực hiện quản lý di sản thì chúng tôi sẽ kêu gọi các cái tổ chức quốc tế cũng như là các nhà khoa học và cộng đồng dân cư tham gia chung tay vào để đưa ra các cái biện pháp quản lý bảo tồn di sản phù hợp với lại mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc cũng như là các cái tiêu chí mà các cái tổ chức quốc tế đã đưa ra. Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng hiện đang tích cực phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Việc mở rộng ranh giới di sản sẽ tăng thêm tính toàn vẹn, đồng thời quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị nổi bật toàn cầu của di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Anh hùng lao động trong đó thợ lò Nguyễn Trọng Thái là một trong những niềm tự hào của Than Hà Lầm nói riêng và ngành than nói chung. Là tổ trưởng tổ đào lò xây dựng cơ bản thuộc công trường thiết kế cơ bản 1, công ty cổ phần Than Hà Lầm, thợ lò Nguyễn Trọng Thái luôn là người tiên phong thực hiện những công việc khó và gắn kết anh em trong tổ sản xuất. Tổ đào lò do anh phụ trách luôn đạt năng suất dẫn đầu công ty và tập đoàn, thu nhập bình quân từ 18 triệu đến 25 triệu đồng một người một tháng. Anh Thái cũng vinh dự là người thợ lò đầu tiên đặt chân xuống mức âm 300, độ sâu kỷ lục của ngành than khoáng sản Việt Nam vào thời điểm năm 2011, mở ra giai đoạn chinh phục độ sâu mới của toàn ngành. Yêu cái nghề của mình, ngành mỏ đem lại thu nhập, ổn định cuộc sống cho gia đình. Thứ hai, tôi đến với Quảng Ninh, tôi có một gia đình ở đất mỏ. Chính những cái đó đã góp phần tôi luôn luôn gắn với công việc của mình. Thứ hai đó là tôi cảm nhận được cái công việc làm mỏ của tôi cũng phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Trên cương vị tổ trưởng, thợ lò Nguyễn Trọng Thái luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu công việc và xử lý các tình huống khó trong sản xuất. Anh cũng cùng đồng nghiệp có hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm đáng kể chi phí và đảm bảo an toàn lao động. Anh Thái là một người anh, một người thợ, một tổ trưởng luôn luôn gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo được đoàn kết trong tổ cũng như trong phân xưởng. Đối với đơn vị, anh đóng góp rất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Anh Thái là người thợ bậc cao, giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Hai là truyền đạt cho tất cả các thế hệ công nhân chúng tôi là gương mẫu trong công tác làm việc, vệ sinh an toàn lao động và trực tiếp là kỹ thuật các đường lò khi anh Thái đã dẫn dắt và hướng dẫn cho chúng tôi. Đóng góp không mệt mỏi của những cá nhân như thợ lò Nguyễn Trọng Thái đã giúp kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Than Hạ Lầm trong những năm qua luôn dẫn đầu Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 năm 2020, anh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo. Chính cái tấm gương
của đồng chí Nguyễn Trọng Thái thì đã có sức lan tỏa và ảnh hưởng rất lớn ở trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động của công ty cổ phần than Hà Nẩm. Qua đó thì cũng muốn xây dựng tiếp tục và xây dựng những cái tấm gương điển hình tiên tiến để tạo được cái khí thế thi đua lao động sản xuất trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động. Đặc biệt là tiếp tục xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ. 27 năm chinh phục mở những đường lò sâu dưới lòng đất, khó khăn vất vả không ít, nhưng người thợ lò Nguyễn Trọng Thái vẫn luôn mang trong mình sự say mê, lòng kiên định với nghề. Sự gắn bó ấy đã trở thành một tình yêu sâu đậm của anh dành cho nghề mỏ, một nghề đầy tự hào và vinh quang. Ngay sau khi có nghị quyết 128 của Chính phủ về chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc ra vào địa bàn được thuận lợi hơn. Điều này cũng đồng thời có tác động đến việc gia tăng nhu cầu tiêu thụ thủy sản của huyện Vân Đồn, nhất là lượng hàng cung ứng cho xuất khẩu và các tỉnh thành trên cả nước. Nếu như cách đây 2 tháng, việc tiêu thụ thủy sản của ngư dân Vân Đồn hết sức khó khăn, đầu ra cầm chừng với lượng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ những năm trước, tương ứng với 130 tấn một ngày do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì hơn 10 ngày nay, tín hiệu tiêu thụ của thị trường đã gia tăng trở lại. Ngày xưa thì có 4-5 nghìn, 3-4 nghìn, bây giờ nói chung lên gấp đôi rồi. Hầu ruột ngày xưa 50 nghìn, giờ lên 100 rồi. Chung là bà con bây giờ là cũng phấn khởi là hầu được giá. Sản phẩm thủy sản đánh bắt và nuôi trồng được tiêu thụ mạnh nhờ việc lưu thông đi lại giữa các tỉnh thành được thuận lợi hơn khi Quảng Ninh thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ. Giá cả thu mua thủy sản cũng đã tăng trở lại, khiến người nuôi trồng ở Vân Đồn hết sức phấn khởi. Hiện nay, không chỉ lượng hàng tiêu thụ trong nước được nối lại, mà nhu cầu xuất khẩu hàu ruột đi nước ngoài cũng đã bắt đầu tăng. Tính riêng phục vụ các đơn hàng xuất khẩu, trung bình mỗi ngày có 20 tấn hàu ruột, tương đương với 220 tấn hàu vỏ được thu mua đưa vào các cơ sở sơ chế. Giờ không có hàng mà bán mà cái lượng tiêu thụ cũng rất tốt, bởi vì bây giờ là rất nhiều đơn đặt hàng. Hôm nay gia đình tôi phải xếp lịch này, mà hôm nay cho Bim này, mai cho Baba Vi này, xem là lại hôm nữa mới lại đi hàng Đài Loan và đi Thái, thì là các chủ hàng người ta đăng ký là đi phải phân lịch cho người ta, để bổ rồi trực tiếp cho người ta nữa. Trước đây thì cái sản lượng qua cảng này, ví dụ như con hầu thì nó chỉ rơi vào tầm cỡ khoảng 85 đến 100, trên dưới 100 tấn trên một ngày. Nhưng mà đến cái thời điểm này thì bây giờ nó rơi có những ngày là đến gần 400 tấn, còn trung bình thì coi như là khoảng 380 tấn, coi như hầu các loại. Cái sản lượng coi như là nuôi trồng như cá thì cũng tiêu thụ đáng kể. 2-3 ngày thì coi như là cũng xuất bán được các ô lòng, các chủ cơ sở nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện Vân Đồn cũng tiêu thụ được khoảng 2-3 tấn cá các loại. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản thu mua, chế biến trên địa bàn huyện Vân Đồn đã đạt 150% kế hoạch. Dự kiến từ nay đến cuối năm, huyện Vân Đồn còn khoảng 300.000 tấn thủy sản đến kỳ thu hoạch. Vì vậy, với tín hiệu thị trường được khôi phục trở lại như hiện nay, sẽ đóng góp tích cực trong việc thực hiện mục tiêu điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp của địa phương từ nay đến cuối năm.